Chào mừng quý vị đã trở lại kênh youtube.com gạch chéo đầu gối hiền. Kính thưa quý vị, lúc này đang là buổi trưa ngày 24 tháng 1 năm 2021. Và lúc nãy tôi mới xếp hai bộ trường nghỉ lên xe rồi để đi về khu văn quán và khu cầu Yên Nghĩa. Và bây giờ chúng tôi sẽ xếp tiếp bộ bàn ghế gỗ cụ ta Quảng Bình cột 12, bộ này mã số 1X62, và một chiếc bàn thờ gỗ cụ nữa lên xe để chuyển về quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bộ vần rất là đẹp luôn. Cái gỗ của ta Quảng Bình thì nó có cái hay là càng ngày dùng thì cái màu nó càng đẹp luôn. Đấy, nó hơi trầm trầm xuống một chút nhưng mà màu đây là hoàn toàn tự nhiên cho nên trông rất là ấn tượng. Vừa nãy cái bộ trường kỷ cũng của ta Quảng Bình đưa lên nhưng mà quý vị nhìn thấy là nó sáng hơn. Nó sáng bởi vì là mới làm mới cứng, nó ra màu mật ong. Còn lúc này đây là cái bộ này chắc để được là sau độ 2 năm rồi. Thì màu nó rất là cơ bản, nó như màu mật ong nhưng mà là hơi đậm. Đấy, sậm hơn chút. Ở những chỗ đậm nhất thì nó y như là màu bánh mật, tức là màu cũ đấy. Rất đẹp. Bây giờ là anh em mang ghế và bàn ra rồi. Bây giờ đang luồn cái xe vào, đang nâng để luồn xe vào để đẩy ra ngoài. Đấy. Cẩn thận nó trượt, cẩn thận nó trượt. Rồi. Rồi. Và đi cứ mang cả cái xe đi, nếu còn chỗ mang cả xe đi cho an toàn. Rồi, xếp ăn gian trước. Cái đấy cứ để ở đấy đi. Bây giờ xếp ăn gian lên trước đi. Xếp cái bàn thờ trước. Còn đây hình ảnh đang quay tại phía trước tầng 1 khu C. Bên kia là khu A của nhà Đức Hiền chúng tôi. Đồ gỗ Đức Hiền có 3 khu A, B, C với diện tích 2.500 m², với hàng ngàn thứ đồ đang làm sẵn và đợi quý vị đến để giao dịch. Chắc là cho chân trước mặt ấp ngoài. Phần ơi, cho cái gì lên trước? Xin tạm biệt quý vị tại đây để tôi đỡ anh em một tay để đưa hàng lên.